Và bây giờ trời đang buổi tối, mình sẽ thử cảm ứng đèn nha mọi người. Sẽ cho tay qua. Đấy, lập tức đèn đã sáng rồi. Lắc tiếp à? Đấy. Lắc càng cây đèn sáng nha mọi người. Hello anh em đã quay trở lại kênh của mình. Trên tay mình hôm nay là cái đèn ngủ cảm biến chuyển động tự sáng ở trên Shopee hôm 6 tháng 6 mình săn được. Và hôm nay chúng ta cùng mở ra xem cái đèn ngủ cảm biến siêu rẻ có gì hay ho nha. Ok, bắt đầu thôi. Cái đèn này ấy, thì nó sẽ có 8 bóng đèn LED nha mọi người. Và công suất của nó là 0,6W. Cái phần giữa tròn tròn này sẽ là phần cảm biến của đèn nhé. Khi chúng ta lắc tay qua thì sẽ sáng. Và khi chúng ta chuyển động gần nó hay là cử động gần nó thì nó sẽ cũng sẽ tự sáng nha. Không, của đèn này thì chỉ có một chỗ cắm sạc duy nhất thôi nha mọi người. Và không có một cái nút gì nữa. Đằng sau đèn thì chúng ta có một cái chỗ để gắn cái tấm dính lên tường này, và một cái lỗ này để treo đinh đóng lên tường để treo lên nhau. Và đây sẽ là một cái khe để tản nhiệt. Đấy, đơn giản đúng không? Đây sẽ là cái cảm biến của nó. Khi chúng ta chạm tay qua hay vẩy tay qua này thì đèn sẽ sáng, hoặc khi chúng ta cử động gần đèn thì đèn sẽ sáng nha. Còn cái đèn này ấy, buổi sáng thì cảm biến của nó hầu như là không hoạt động nha mọi người. Tại vì buổi sáng nhiều ánh sáng nên là khi chúng ta lắc tay qua hay là kiểu cử động gần nó thì nó cũng sẽ không sáng nha. Dính lên cửa khá là tiện, trông như kiểu một cái đèn trang trí ấy mọi người. Cắm sạc cho đèn thì sẽ có đèn đỏ báo như thế này nha mọi người. Cái đèn này sẽ sạc tầm một tiếng là sẽ đầy và đèn đỏ sẽ tự ngắt. Đây thì mình đã đặt cái đèn dựng đứng lên vào buổi sáng nha mọi người. Ở trong phòng mình cũng có đèn đấy. Và mình sẽ thử vẩy tay qua này mọi người, đèn sẽ không sáng nha. Còn nếu khi chúng ta môi trường xung quanh tối, chúng ta cần lắc nhẹ tay qua hay chuyển động gần nó đèn sẽ sáng nha. Đây mình vẩy vẩy loạn này nó không sáng này. Cầm lắc này sẽ không sáng. Đấy, bây giờ nó mới sáng. Mở cửa ra. Đi đến gần. Đấy, nó sáng rồi. Này phù hợp để mấy cái cửa không có đèn nha mọi người. Cái đèn này ấy, giá như mà nó có một cái núm công tắc ở đây, có 3 chế độ on, off và auto ấy, thì sẽ hợp lý hơn. Tại vì khi đèn mình buổi tối ấy, đa số nó sáng những lúc không cần thiết. Có những chuyển động, cái gì chuyển động rất nhỏ thì nó cũng sẽ tự sáng. Còn khi chúng ta muốn cái đèn này ấy, soi sáng liên tục để làm đèn đọc sách hay đèn soi gì đấy, thì cái đèn nó chỉ sáng được 15 giây và nó ngắt theo chế độ tiết kiệm pin của nó ấy. Bây giờ mình đang dính cái đèn này lên dây à. Và bây giờ trời đang buổi tối, mình sẽ thử cảm ứng đèn nha mọi người. Sẽ cho tay qua. Đấy, lập tức đèn đã sáng rồi. Cái đèn này thì khi cảm ứng thì nó sẽ sáng mặc định là 15 giây, nếu mà không có cử động gần nó sẽ tắt nha mọi người. Đây tôi sẽ quay một lúc này. Đấy, nó sẽ tự tắt rồi. Bây giờ tôi sẽ lắc cái dây này. Đấy, lại sáng trở lại. Kiểu có cảm biến chuyển động quanh nó thì nó sẽ sáng nha mọi người. Vừa nãy tôi đã gắn thử cái đèn lên cho cái cửa này. Bây giờ tôi sẽ ra thử mở cửa xem đèn có sáng không nhá. Đấy, khi chúng ta đi qua thì nó sẽ có cái cảm biến ở giữa thì đèn sẽ sáng mọi người. Chúng ta phải đi qua cái chỗ cảm biến ở đó thì nó sẽ sáng mọi người. Cái cảm biến tròn tròn này, hay chúng ta đi người qua hay vẩy tay qua đèn sẽ tự động sáng nha. Anh em có thể cho xuống dưới gốc cây cảnh này và làm đèn dọi cũng được. Bây giờ tôi sẽ ra xa và lắc nhé. Đấy, vừa lắc đèn đã sáng rồi. Để dưới gốc cây ấy, làm mấy đèn trang trí khá là đẹp. Lắc tiếp à? Đấy. Lắc cành cây là đèn sáng nha mọi người. Anh em nhìn quả đèn treo lên dây này. Lắc nhẹ một cái đèn sẽ sáng nha. Rung nhẹ một cái đèn đã sáng rồi. 15 giây sẽ tự tắt nha mọi người. Quả đèn cảm biến này khá nhạy. Đèn cảm biến này khá là nhạy. Rồi, tôi sẽ lắc lại. Đấy, lại sáng tiếp.
Ok, thì tổng quan lại với mức giá siêu rẻ, chúng ta có một cái đèn ngủ cảm biến chuyển động không phải dây dở gì nha mọi người. Cái đèn ngủ này thì theo như mình đánh giá thì cảm biến tạm chấp nhận được, chứ nó cũng không hoàn toàn xuất sắc mọi người, nó cũng không kiểu nhạy quá ấy. Đây mức giá rẻ mà nên là tạm chấp nhận được. Nhưng mà một điểm trừ của nó là nó không có công tắc để chúng ta cần chúng ta bật, và khi chúng ta muốn tắt đi tiết kiệm điện chúng ta sẽ không có chỗ nào để tắt cả, nó cứ tự kiểu tự nhảy các mọi người. Đấy là một cái điều hơi đáng tiếc của cái đèn này. Còn lại thì ánh sáng khá là tốt, buổi tối soi khá là sáng. Chúng ta có thể mua vài cái về trang trí phòng hay là làm đèn đọc sách hay làm gì cũng được, gắn vào những nơi như kiểu tủ quần áo kéo ra để cho nó sáng này, hay là gắn đầu giường khi chúng ta bước chân xuống này, buổi tối thì đèn sẽ sáng. Hoặc là gắn ở cửa này, khi phòng chúng ta chưa có đèn ấy, chúng ta bật mở cửa ra thì đèn sẽ sáng nha. Ok, video của mình đến đây thôi. Mọi người thấy video hay nhớ lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.